Mời quý độc giả lắng nghe podcast hình sự của báo Tiền Phong, tin nóng ngày 24 tháng 10. Hai đối tượng cầm vật giống súng cướp ngân hàng ở vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Nghi phạm giết người tại quán karaoke khai nạn nhân không thanh toán tiền, khí cười, dọa bóc phốt. Nữ sinh lớp 6 bị anh hàng xóm cầm búa đánh vào đầu đến nhập viện cấp cứu. Sau đây là nội dung chi tiết. Công an thành phố Huế đã vào cuộc điều tra vụ em NTTN, sinh năm 2012, học sinh lớp 6 trường trung học cơ sở Phú Dương. Trên đường đi học về bị hàng xóm là Đặng T, sinh năm 1996 dùng búa đánh vào đầu gây thương tích nặng, phải nhập viện cấp cứu. Theo nguồn tin từ bệnh viện, thời điểm cấp cứu, em N bị vết thương sọ não hở, nhìn thấy nhu mô não cùng với vết thương ở bàn tay. Sáng ngày 24 tháng 10, Công an Hòa Bình bắt giữ đối tượng mang lệnh truy nã đặc biệt Bùi Văn Tuấn, sinh năm 1991, sau 16 ngày bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Trong quá trình bỏ trốn, Tuấn đã men theo các con suối và đường mòn từ Hòa Bình xuống Hà Nội. Cuối cùng, vào ngày 23 tháng 10 khi Tuấn quyết định quay về nhà của bố mẹ tại xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, thì bị lực lượng Công an Hòa Bình bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Bùi Văn Tuấn thú nhận rằng do sợ hãi trước hình phạt nặng đã khiến anh quyết định trốn trại. Cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn, Hà Nội đang điều tra nguyên nhân xảy ra hai vụ cháy rừng trong các ngày từ 19 đến 21 tháng 10, gây thiệt hại 52.000m2 thảm thực bì dưới tán rừng keo, thông. Công an thành phố Hải Phòng đã di lý Lê Văn Khánh, sinh năm 1990 và Trần Viết Trung, sinh năm 1988. Hai trong số ba nghi phạm tham gia vụ giết người tại quán karaoke số 105 Kinh Dương, phường Kinh Dương, quận Lê Chân, rạng sáng ngày 21 tháng 10, từ Đắk Lắk về Hải Phòng để phục vụ điều tra. Các đối tượng khai, nhóm khách hát không thanh toán tiền bình khí cười thứ hai và đe dọa bóc phốt quán này lên mạng xã hội, dẫn đến mâu thuẫn. Nhân viên quán hát đã dùng dao đuổi chém nhóm khách, khiến một người tử vong, hai người bị thương. Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ hai thanh niên nghi cầm vật giống súng xông vào chi nhánh ngân hàng trên địa bàn để cướp. Trước đó, hai nam thanh niên đi xe máy đến trước chi nhánh ngân hàng trên đường Nguyễn Văn Bứa. Sau đó, một người đi vào trong cầm vật giống súng khống chế bảo vệ. Ít phút sau, người này trở ra và nhảy lên xe đồng bọn tẩu thoát. Trong ngày xét xử thứ hai 24 tháng 10 liên quan đến vụ án xảy ra tại bệnh viện sản Nhi Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế Công ty AIC và các đơn vị liên quan, sau phần xét hỏi của Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị mức phạt đối với các bị cáo. Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nguyên Chủ tịch Công ty AIC, bị đề nghị từ 10 đến 11 năm tù. Công an huyện Châu Thành, Tiền Giang đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đoàn Trần Thế Hào, sinh năm 2004, Phạm Duy Tân, sinh năm 2005 và Huỳnh Trần Tấn Huy, sinh năm 2001 về tội gây rối trật tự công cộng do liên quan đến đoạn clip điều khiển xe máy một bánh trên quốc lộ 1 đăng tải trên mạng xã hội. Thông tin trên đây đã kết thúc podcast hình sự ngày 24 tháng 10 của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý độc giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.